Đây nha, tôi có gốc bằng năng đây. Muốn gấp từng vi được mấy tháng đây anh em ạ. Hôm nay mang nó ra xử mấy cái đầu vết cắt đi. Quay anh em xem cho vui mới cả. Đây này. Mấy cái cành này thì cành này yếu này, cắt đi. Mấy cái này có dây kém líu nó xuống một xíu anh em ạ. Sau này uốn cho nó dễ. Giờ tôi xử lý cái này anh em xem cho vui nhá. Gốc này khá đẹp đây. Tường vi mà nó cứ thế này mình bấm lại thì nó bật mầm khỏe lắm anh em ạ.
thôi anh em, còn tôi xử lý xong rồi đấy. Đối với tường vi mình chỉ uốn cái này thôi anh em ạ, tại vì khi mà cái vết mình ghép cái này, mình uốn gắt cái nào nó bị gãy nha, thì mình điều chỉnh nó từ từ mà nó rất nhanh anh em ạ. Tôi làm tường vi nó nhanh lắm. Như cây này thì khoảng 2-3 tháng tôi quay lại thì anh em nhìn nó đã thành cây rồi anh em. Cắt thế này thì đợt này nó sẽ bật mầm rất là nhiều, uốn lại một lần nữa thì nó đẹp. Đây này, nó có cái thân này, thân này thì sau này đánh lại đây. Thân này, này có cái thân này thì là cái thân chính anh em, tạo thành một cây bonsai. Loại này thì dạng đùn lực anh em ạ. Tí tôi thay nó vào một cái chậu to hơn để tôi lùi cho nó nhanh anh em ạ. Cái này nó nhỏ quá. Đây, đợt này những nó bật mầm từ những cái đoạn này này anh em này. Bật mầm từ bên trong đây này. Mình lại lấy những cái mầm bên trong cho mình uốn chứ mình không phải lấy cái đoạn ngoài.